Dạ, chuyện yêu đương của em là em cũng hơi nhát á, nên từ trước đến giờ đa số là em thương thầm người ta là khoảng tầm 2 mối tình. Thương thầm 2 mối tình luôn? Dạ. Thương thầm mà tới 2 mối tình lần đó. Dạ. Vậy là hồi nào giờ có nắm tay con gái chưa? Dạ em ơi. Chưa. Lại là một ca Trinh Nguyên. Nắm tay chưa kìa? Dạ có rồi. Rồi chào em. Ôi em ơi, xinh như công chúa. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình đi. À, dạ, chào anh Quỳnh Linh, chào anh Ngọc Lan, chào các khán giả. À, em là Mạnh Cường, đến từ Đồng Nai, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thuận An, Bình Dương. Em là sinh năm mấy? Dạ, em sinh 1989. 1989. Dạ, em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Chào Cường nha, nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, chào chú Quỳnh Linh, chào các quý vị khán giả và nhà nam bên kia. Thì em là Nhung, hiện tại em năm nay 26 tuổi. Hiện tại thì em đang là nhân viên tuyển dụng nhân sự. Rồi em ở đâu? Hiện tại thì em đang ở quận 6. Với ai? Với lại hai chị của em. Còn em là ở với ai? Dạ hiện tại em đang ở một mình ạ. Một mình luôn? Dạ. Rồi quê mình ở đâu? Dạ quê em ở Cẩm Mỹ, Đồng Nai ạ. Đồng Nai rồi bây giờ trên đó còn ai trên đó? Dạ còn mẹ. À mẹ. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, hơi thật thà. Rồi còn điểm yếu của em là thường thường hơi bị rung, hơi bị hồi hộp. Rồi cái thứ hai là hơi bị bừa bộn xíu. Mình làm bất động sản mình đi sao rung được? Bình thường nói công việc khác thì em không rung, nhưng mà thường thường nói đến chuyện tình cảm hay mà nói trước phái nữ à là em... mình rung đúng không? Dạ. Thôi mời nhà gái. Dạ ưu điểm của em thì chắc là hiền, suy nghĩ tích cực, chắc lành tính. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? Dạ khuyết điểm của em thì kiểu cảm giác sẽ rất khó chia sẻ với người khác. Và cũng lười giao tiếp ở trên mạng xã hội. Và em cũng không biết nấu ăn. Rồi Cường, chuyện yêu đương nó sao rồi? Dạ, chuyện yêu đương của em là em cũng hơi nhát á, nên từ trước đến giờ đa số là em thương thầm người ta là khoảng tầm 2 mối tình. Thương thầm 2 mối tình luôn? Dạ. Thương thầm mà tới 2 mối tình lần đó? Dạ, hồi còn sinh viên á thì em cũng thích bạn kia được một thời gian, xong rồi bạn kia lại quen người khác. Còn đợt thứ hai thì bạn nó đồng ý hẹn hò khoảng tầm 2 tuần sau thì bạn ấy có bị mất rồi do tai nạn. Thì em không có mối tình nào mà mình tỏ tình được hết trơn hả? Hay là tỏ tình với mình? Dạ, thì chứ. Không có luôn hả? Dạ. Thôi thôi. Vậy là hồi nào giờ có nắm tay con gái chưa? Dạ, em ơi. Chưa. Lại là một ca Trinh Nguyên. Làm gọi là... Nó có vấn đề gì không hôm em? Em là không dám ạ. Không dám hả? Sao không dám? Lý do gì mà mình không dám? Người rung hồi hộp. Hả? Nói tới còn rung kìa. Mình có bao giờ nằm mơ mình hung cô gái nào chưa? Dạ có. Có hả? Dạ. Nói cái mớp mòi muốn hung rồi thấy chưa? Nhưng mà mình có khát khao được nắm tay một người bạn gái đi ra đường, đi giới thiệu với bạn bè không? Dạ có. Mà không dám? Dạ. Vậy bây giờ mình dám chưa? Giờ dám. Một chút mở rào ra nắm tay liền nghe. Dạ vâng chị. Nhớ nghe. Dạ. Cố lên. Dạ vâng. Tôi không tin luôn á. Mày hàng hiếm á. Rồi được rồi, tôi qua bên nhà gái coi sao. Dạ con. Dạ. Trời ơi còn trẻ xinh đẹp quá. Mình có mấy mối tình rồi nè? Dạ con có một mối tình. Một mối tình hả? Lâu không con? Dạ cũng lâu rồi, từ thời đại học á. Nhưng mà yêu nhau mấy năm? Dạ cũng không lâu lắm, chắc đâu đó cũng tầm 1 năm. 1 năm? Dạ. Cũng lâu á. 1 năm là sương sương rồi đó. Là từ thời gian bạn và yêu, tại tụi con là bạn từ trước đó. Dạ. Nắm tay chưa kìa? Dạ có rồi. Em nghĩ như thế nào khi mà một chàng trai 36 tuổi vẫn chưa nắm tay một cô gái nào? Dạ cái này cũng không biết. Cũng không có kinh nghiệm tình yêu nữa, sao hỏi nó được. Bây giờ con muốn tìm người yêu thế nào? Thì hiện tại thì mẫu người của con sẽ là thiên về hài hước, uy tín. Dạ. Sẽ thêm một chút chủ động. Bởi vì con là một người không chủ động trong tình cảm. Thua rồi. Bên kia là không có chủ động được rồi. Thua. Trời ơi, cái kèo này sao tôi nghi quá à. Ông kia đứng trước gái rung mà lập cặp. Không nói chuyện được luôn. Hồi nãy đó. Nói chuyện gái là coi như là mặt xanh lè luôn rồi đó. Sao không dám? Lý do gì mà mình không dám? Người rung hồi hộp. Hả? Khó à. Không, bây giờ mình đổi đi, mình đổi gu đi. Mình là người chủ động đi. Đâu có sao đâu. Nha. Bây giờ một mẫu hình thế nào con tưởng tượng một chàng hoàng tử của mình
cao ráo như thế nào, nước da rồi tóc tai sao, tưởng tượng thử xem. Dạ, về ngoại hình á thì chiều cao sẽ cao hơn con thì tầm khoảng 1m75. Về ngoại hình thì không quá mập, tại con không thích người mập. Dạ. Về da thì con thích da nói chung là ngâm đến trắng chứ không quá đen. Dạ. Thì đó là về ngoại hình bên ngoài. Thật ra là nếu mà có thiếu thiếu chút xíu thì cũng chăm trước nha, nghe. Được không? Được không? Tao chưa yêu lần nào, tao tưởng tượng gì thôi. Ừ thì ừ, không, mình phải nói trước vậy chứ. Yêu xong nó quên dự mập mạp, nó quên hết nước da, nó quên không còn cái gì trơn hết. Bây giờ ngược lại. Chắc cũng không biết hình mẫu lý tưởng của mình là gì đâu. Có giờ tưởng tượng nàng công chúa của mình như thế nào không? Em tưởng tượng là chắc cao khoảng từ 1m55 đến 1m65 chẳng hạn. Nước da rồi tóc tai sao? Nước da tóc tai thì em cũng chưa tưởng tượng ra được. Mẫu hình lý tưởng nào mình hướng tới không? Không quá ốm cũng không quá. Không ốm không mập hả? Dạ. Này mới khó đó, lựng lựng vô chừng khó lắm á. Là tướng phải chuẩn. À thôi được rồi, hỏi người thân đi chứ về bó tay à. Em đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em. Bạn bè, đồng nghiệp không có chỉ cách là yêu đương gì hết trơn. Ích kỷ quá. Nhóm này coi chừng cũng ế giống vậy luôn à. Dạ đúng. Đúng. Hôm nay đến đây thì em nghĩ nó cũng là cơ duyên của hai bên thôi. Thì Nhung ơi, chị thấy là chàng trai bên đây thì cũng khá là chân chất và hiền lành. Nó rất là, cảm giác rất là chân thật. Sau khi mà mình vén cái rèm hoa này ra thì mong là bạn nam có thể chủ động hơn một xíu, để mà Nhung cũng sẽ share đến nhiều hơn. Thì lúc đó cho cơ hội để tìm hiểu nhau. Thôi cũng ráng nha. Thôi chút nữa có gì ông Mai ông sẽ hướng dẫn. Rồi bây giờ nhà trai đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ, với đồng nghiệp của em. Đó có mẹ nè, để hỏi mẹ cho rõ nè. Dạ con chào cô. Xin chào Quyền Linh, chào Ngọc Lan, chào quý vị khán giả. Mình là mẹ của Mạnh Cường. Nói chung là Mạnh Cường thì rất là thật thà, mà đúng là rất là nhát gái. Nói chuyện công việc thì rất là đâu ra đấy. Trong xóm ai cũng khen là anh này có vẻ là mạnh dạn. Nhưng khi mà có con gái mà có tình cảm là không nói được. Xong nói cả lăm. Nói cả lăm luôn á hả? Mà nói cũng hơi nói nhanh. Mà cô thấy cái Nhung bên này là cô ok lắm luôn á. Thôi con cho con trai cô hỏi nhé. Vậy làm dâu cho cô đi. Cô sống đơn giản lắm. Rất hiền lành. Cô là giáo viên cũng nghỉ hưu rồi. Còn làm dâu cũng được mà ở riêng cũng được, sống thành phố cũng được, mà về sống bên cạnh cô cũng được. Cô cũng từng làm dâu mà, cho nên là con cho con trai cô hỏi nhé. Trời ơi. Thấy thương không? Đất ruột. Ây. Thiệt á, đi đâu chắc phải dẫn mẹ theo đó Cường. Rồi, bây giờ thôi mở rào để Cường chủ động đi ha. Trước khi mở rào tôi dặn dò là khi mở rào ra thì đứng ôm ổng từ đầu cho tới cuối, khi nào ổng hết rung á thì hãy buông ra. Chứ để không thôi ông té xỉu. Có đâu, bình tĩnh lên cứ. Coi như mình đi mua bán bất động sản đi. Ông chưa nắm tay ai bao giờ đó, một chút hướng dẫn ông nắm tay nghe không? Cầm sẵn này, tiến tới nha. Rồi, mở rào. Hít hơi thật sâu vô. Thở ra phì phò phì phò. Tiến tới đi Cường. Tới đi. Em có món quà nhỏ tặng em. Gì vậy đứng đó? Em có món này. Cảm ơn em. Mở quà coi bạn gái tặng gì Cường? Dạ, bình nước à. Nói bạn gái tặng bình nước chi? Bình nước nó lắm. Cảm ơn em món quà. Thì anh hay đi ra ngoài đường gặp khách thì cần những nước. Nhiều khi mình bỏ nước đá hay là cà phê sữa trong đó mình đi uống nó tốt hơn. Khép nép quá. Ngồi xa xa thì còn khí thế nha. Lại gần là khép nép quýu liền. Lúc mở rào ra thì em nghĩ sao về anh? Đầu tiên á thì giống như mọi người chia sẻ là sự chân thành. Trong quá trình mà anh chia sẻ thì em cảm nhận được cái sự chân thành đó. Còn về hình dáng hay là tất cả mọi thứ thì cũng cao hơn em. Nhưng mà có một điều thì về độ tuổi thì nó hơi lớn hơn so với em. Dạ. Anh nghĩ là trong tình yêu thì tuổi tác nó cũng không có quan trọng. Chính ra là em 97 thì anh 89 thì cũng không có chênh nhau nhiều. Tình yêu không có phân biệt tuổi tác. Hơn nhau mấy chục cũng bình thường mà. Quan trọng có yêu nhau không? Giống như câu hỏi của anh á, thì sau khi anh thấy em thì anh cảm nhận như thế nào về em? Lúc á, nghe giọng nói thì anh cũng thấy là giọng nói dễ nghe nè. Rồi cũng có sự cuốn hút. Còn khi mà mở rào thì em ưa nhìn. Thì cũng đúng như anh mong muốn. Và cái thứ hai là anh cảm thấy tim em cũng hơi rung động. Dạ. Hỏi coi bên đó khoảng chừng nào có thể kết hôn được?
Theo em á, thì bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Thì nếu trong một mối quan hệ thì tầm khoảng 2 năm. Yêu nhau sau 2 năm thì khi đó sẽ tiến tới hôn nhân. Em có thể hiểu rõ về đối phương nhiều nhất có thể. Còn theo anh thì từ 1 đến 2 năm. Còn về cái thời gian cụ thể thì tùy vào cái mức độ tin tưởng và yêu thương nhau của giữa hai bên. Dạ, em có một câu hỏi, đó là công việc của anh thì nó sẽ thiên về sale nhiều đúng không? Đúng rồi, anh là sale, thiên về sale. Có thường xuyên đi nhậu hay là về trễ hay là như thế nào không anh? Đi nhậu thì anh thì nhậu được nhưng mà anh ấy không thích nhậu. Mình cảm thấy nó ảnh hưởng tới sức khỏe, nó không có tốt lắm. Hẹn hò sao? Em mình là về nhân sự, thường thường đa phần là cuối tuần là rảnh hết đúng không? Dạ, cuối tuần thì em không lên công ty thôi nhưng mà em có làm việc tại nhà. Và vẫn có thời gian dành cho bản thân. Dạ. Còn về thời gian của anh thì như thế nào? Thời gian của anh đa số là linh động thôi. Dạ. Bây giờ mình vẽ bức tranh đi, thí dụ giờ mình tiến tới hôn nhân thì mình ở đâu, mình làm gì, mình bảo đảm tương lai cho bạn gái không, thí dụ vậy? Anh thì anh thích sống ở Hồ Chí Minh, chỗ ở thì không quan trọng nhiều khi á. Nếu mà muốn về quê cũng được, mà ở trên này cũng được, thì nếu mà ở trên này thì sẽ rút vốn từ ngoài quê lên để mà ở trên này. Nhưng mà nhà cửa đất đai sao mình nói cho bạn gái yên tâm? Khi mà có gia đình á thì về tâm lý cũng như về tất cả mọi thứ là chuẩn bị hết rồi, chỉ cần thiếu một người bạn gái tìm hiểu để mà tiến tới hôn nhân thôi. Con một thì cũng chuẩn bị kinh tế cũng tốt lắm rồi đó. Bây giờ mình nói chút quan điểm về hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Theo anh, sự trong tình yêu cũng như trong hôn nhân á, thì cần sự đồng cảm và chia sẻ của cả hai bên. Ví dụ như có một việc gì xảy ra thì mình không phải cần phải nói to tiếng quá nhiều, thì mình sẽ ngồi lại với nhau để mà mình chia sẻ những quan điểm của nhau để mà mình đi tới những cái quyết định đúng đắn nhất. Thì đối với em, tiêu chí đầu tiên đó là cả hai có thể chia sẻ với nhau được và cảm thấy khi ở bên nhau thì có một cái sự an toàn nhiều nhất có thể. Bây giờ Cường bước tới nắm tay bạn gái đi, chủ động đi nào. Em cứ nắm tay, cảm nhận với em. Nắm hai tay, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Nói chung là mình đến đây là một cái duyên rồi á. Thì nếu mà được thì cho chúng ta cơ hội tìm hiểu. Có thể chinh phục được em hoặc không, nhưng mà hãy cho anh cơ hội, em nhé. Cường thấy cô gái đó như thế nào đối với mình, cảm xúc ra sao? Lúc nhìn thấy em mà hiện tại được nắm tay em thì anh cảm thấy là con tim biết là rung, gần như là không biết nói gì luôn á. Móc bức thư tình ra liền. Anh sợ anh nói không có được nhiều, hoặc là đơn giản như mẹ vấp cái gì đó thì anh cũng có một viết mấy chữ gửi cho em. Đọc. Cô gái đọc, mở thư ra đọc. Đọc cho cô gái nghe chứ. Gửi người con gái định mệnh, mặc dù chưa được gặp em nhưng anh luôn nghĩ rằng sẽ được nắm thật chặt tay em. Một khi đã yêu thương hết lòng thì anh sẽ không bao giờ buông. Hãy cho anh cơ hội em nhé. Hạnh phúc đang chờ anh và em đó. Rồi, bây rồi giờ, hai bạn để tay vào nút bấm. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Cho cơ hội em nhé. Một chàng trai nhút nhát, một cô gái còn trẻ nhưng rất bản lĩnh. Nếu chúng ta cảm giác đây là người mà có thể hợp với chúng ta, hãy cho nhau cơ hội. Bấm nút bằng cả trái tim của mình các bạn nha. Chúng ta đang đối diện với người thân bạn bè của mình. Còn nếu như chúng ta thấy là không phải thì không cần mất thời gian của nhau. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Cô gái không bấm. Cường bấm ngay từ giây phút ban đầu. Qua cuộc nói chuyện thì anh hiểu được sự việc nó xảy ra như vậy rồi. Níu kéo nhưng mà không được. Hai tâm hồn không đồng dạng, không hiểu nhau thì nó không bao giờ sinh ra một định lý gì cả hết. Với cả một phần để cho hai bạn nói chuyện với nhau nhiều như vậy là để cho Cường mạnh dạn hơn. Giống như là một cái bài tập vậy đó. Bài tập cho Cường. Thật ra trong cuộc sống này chúng ta cần mạnh dạn hơn chút xíu nữa. Chúc các bạn hạnh phúc, sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho cuộc đời của mình nha. Bây giờ em trai giới thiệu về mình đi. Lần đầu tiên thì cho phép em xin được chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể quý khán giả có mặt tại trường quay. Chào nhà trai. Em tên là Tuấn và em năm nay 30 tuổi và em đang làm việc tại Bình Dương. Cái gì Tuấn?
Nguyễn Văn Tuấn. Nguyễn Văn Tuấn là Bình Dương. Tuấn làm gì Tuấn? Em nhận thầu cái công trình về đá Hoa Cương. À, xây dựng đó đúng không? Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ, em xin chào chị Ngọc Lan, chào anh Huyền Linh, chào bạn trai bên đó và chào toàn thể khán giả trường quay ạ. Em tên là Huỳnh Ái Vân, thì năm nay em 30 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Em quê là ở Bình Thuận nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở Bình Dương, mình đây ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng không xa gì mấy ha. Được rồi, hai người cùng tuổi đó, 30 tuổi hết. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của Tuấn là gì? Ưu điểm của em thì về tính cách thì em là một người rất chi là hiền, hòa đồng, dễ gần, giao tiếp tốt, luôn biết lắng nghe những cái lời phê bình để khiến cho bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Rồi. Về năng khiếu thì em có thể là hát cũng như làm thơ. Hay quá. Dạ. Hai cái điểm này là cộng thêm nhiều lắm á. Mình hát thử một câu coi. Vậy thì em xin phép chương trình nha. Hát hát lớn cho khúc, dạ. Nhà gái nghe luôn coi. Thuyền không bến, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy, nhắn theo sông, thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nữa đâu anh, mất nữa đời em đợi chờ duyên, tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Hay quá. Đủ như đó gửi nhà gái rồi đó. Dạ, cảm ơn nhà trai. Ủa nhà trai nãy giờ có cái khuyết điểm nào không, mình nói luôn cho người ta nghe nè. Nói về nhược điểm thì em cũng khá là nhiều. Bình thường thì em rất chi là hay bị quên. Nhiều khi để một cái vật gì đó là cứ phải đi tìm. Đấy, quên. Đáng buồn nhất nữa là có nhiều khi là cái người thân mà mình chơi lâu năm mà chỉ cần mình tầm 5-2 năm không gặp là mình cũng quên tên luôn. Thế là nhiều khi gặp thì cũng chỉ dám gật đầu không dám chào, tại vì nhiều khi chào sợ sai lại bị chửi. Cái đó cũng hơi nặng rồi đó nha. Gặp mười chờ quen chơi với nhau mà 2 năm gặp mà hỏi là không gặp không biết là cũng hơi nặng rồi đó. Nhưng mà lâu lâu bất thình lình thì nó lại nhớ ra. Gặp người yêu cũ nhớ không? À, người yêu cũ có khi cũng quên. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái nói về ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em thì là em rất là hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình và hay giúp đỡ rất mọi người. Có hát hay giống nhà trai không? Dạ, nếu mà hát hay thì thôi cho em xin phép. Không cần hay đâu, mình đâu phải ca sĩ đâu, sợ mình hát sao có hồn, hát sao để giải tỏa cái tâm lý buồn vui trong cuộc sống được rồi, phải không? Dạ vậy thôi em không xin hát nhưng mà em đọc thơ. Rồi. Em xin phép đọc một bài thơ về con muỗi. Thơ này của ai em? Dạ của em xin phép. Có tài nha. Rồi mời em. Nửa đêm nằm ngủ một mình, bỗng nhiên muỗi đốt, giật mình nhớ anh. Muỗi ơi bay đến nhà anh, đốt anh một phát cho anh nhớ mình. Trời ơi. Em ơi, một chút nữa em viết cái bài đó em inbox cho chị nha. Hay vậy ta. Rồi, như vậy là hai bên này cũng có tài thơ văn ha, cũng có tài ca hát được rồi, hợp lý. Rồi mình có khuyết điểm gì không cưng? Dạ khuyết điểm của em cũng là hay quên. Trời ơi. Dạ. Trong văn phòng thì nhiều khi làm việc nhưng mà em gọi tên đồng nghiệp với em thì em phải loading nhiều. Chắc cũng phải là gần 10 giây em mới nhớ tên của đồng nghiệp. Chết rồi, hai đứa nặng bằng nhau. Vậy là hai bạn phải gặp nhau thường xuyên rồi chứ không thôi quên đó. Dạ không, chắc người yêu thì sẽ nhớ tên ạ. Được, hy vọng như vậy ha. Em có mấy mối tình rồi Tuấn? Tình trường thì em chưa có một mối tình nào cả. Trước kia cái quan điểm về gia đình cũng có chứ chỉ là sớm là sẽ hướng tới là năm 30 tuổi thì bắt đầu mình mới lập gia đình. Vậy nên mà cũng có tìm hiểu một vài người nhưng mà nó chỉ đến cái giai đoạn là tình bạn. Xong đó thì giữ lại cái tình bạn đó tới 30 mà chưa yêu mối tình nào hết. Dạ. Còn trong cắn trinh nguyên luôn. Không, coi chừng em có yêu rồi mà em quên á. Chưa, xác định là chị Lan đi, chưa yêu chi? Quên đúng không? Không. Ai mà 30 tuổi mà chưa yêu? Không, cái này chắc chắn là chưa yêu thật. Thương thích thì có. Tức là có cờ rút người ta đúng không? Dạ. Đẹp trai. Đúng hát rồi. Hay, dễ thương nữa. Làm gì chuyện mà không có yêu? Không lẽ cực phẩm thì để dành hay sao? Em tính để dành hả? Thường những cái người mà hiền lành hay ế vậy. Không, chị ế nhưng mà chị cũng dữ lắm. Chị không có hiền. Qua hỏi nhà gái cái tình trường nè. Phải không? Mời đi qua nhà gái coi cực phẩm của tụi bên đó. Nhà trai tôi là cũng sáng giá lắm á. Ôi trời đất ơi. Trời ơi. Ôi hôi, dễ thương nè. Cười tươi ha. Sáng dễ sợ luôn. Vậy đường tình duyên của em sao? Tính ra thì em được 2 mối tình, một mối tình đơn phương và một mối tình quen nhau khoảng 6 tháng. Nhưng mà mới có 6 tháng chia tay không hợp hay sao? Thứ nhất là không hợp, cái thứ hai nữa là em cảm thấy bạn đó hình như là đang bắt cá hai tay. Em không thích điều gì ở đàn ông nè?
em không thích ở người đàn ông là gia trưởng. Tính toán, sống nội tâm quá thì em cũng không thích. Em có mẫu hình lý tưởng nào mà mình dự định đó là người chồng của mình không? Dạ, thì mẫu hình lý tưởng của em là anh Hương Minh đẹp trai của em. Trời ơi. Anh đó đẹp không? Đẹp lắm. Hả? Tôi cũng thích nữa. Tôi cũng thích nữa hả? Hỏi mấy chị dưới đây có ai thích, ai cũng thích đó đúng không? Trời ơi, đẹp lắm. Anh này cũng đẹp trai. Nam thần đó. Nam thần hả? Ừ. Bên đây cũng nam thần chứ không phải giỡn đâu. Nói gì nói. Ơi, bây giờ tôi mới nghĩ ra nha. Hai bạn này hình như cái gương mặt giống, đúng rồi, giống giống nhau nè. Hai bạn này có tướng phu thê nè mọi người. Mọi người thấy không? Tí nữa mở rào cho đứng gần cho khán đúng giả vậy coi. Luôn á. Mình hỏi nhà trai nha, nhà mong muốn nhà trai. Cái mẫu hình lý tưởng sao? Mẫu hình sao cưng? Có giống Suzy Shin không? Không, không, không cần tới vậy đâu chị ạ. Mẫu hình của em thì cũng khá đơn giản thôi. Chỉ cần một cao, mẫu hình thì cao trên 1m55. Từ hiền, hư tính là được. Thế lại biết nấu ăn thì càng tốt. Em thích về sạch sẽ. Vì như vậy thì chắc có sẽ hỗ trợ em thôi. Thật ra em khỏi cần đưa điều kiện gì chân á. Anh đảm bảo với em nhà gái đầy đủ điều kiện luôn, vượt luôn điều kiện luôn. Dạ. Tôi thấy hai bạn này là có tướng phu thê là hợp lý. Đẹp. Bây giờ em gái đi với ai? Bạn thân của em. Bạn thân hả? Chào chú Nguyên Linh, chào chị Ngọc Lan, chào mọi người ạ. Em là bạn của Vân. Thì Vân là một người tính cách rất là trẻ trung, năng động, có trách nhiệm cho công việc. Thì em thấy cái anh bên cạnh này thì thấy ảnh cũng tính cũng thật thà, hơi rụt rè. Nhưng mà bạn em thì tính rất là nhanh nhẹn, cái gì là bù qua sức lại. Nãy chú Nguyên Linh có nói là tướng giống phu thê, thì em thấy cũng có giống. Nếu mà được thì hai người nên cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn, cảm ơn bạn. Nhà trai đi với ai cơ? Em hôm nay em đến trường quay với lại hai em trai. Chào em trai. Dạ, xin được chào MC Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan ạ. Và chào tất cả quý vị trong trường quay. Nhận xét về anh trai của mình á, nào giờ là anh rất là hiền, có mỗi cái nhược điểm là rất là nhút nhát. Nhút nhát tới bây giờ là 30 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lập gia đình á, ba mẹ hối hoài à. Em thấy anh chị rất là xứng đôi, rất là có tướng phu thê, em rất là ưng ý. Và em đảm bảo với chị luôn là nếu mà hai người cho nhau cơ hội á, thì đảm bảo chị sẽ về nhà ăn hiếp được anh bất cứ lúc nào. Nào, mở ra. Rồi, mời hai bạn. Bắt đầu đi em trai. Cho anh tặng quà. Em cũng có món quà em gửi tặng anh. Em có cái viết mấy cái tay thì có thể hy vọng là anh có thể dùng trong công việc. Trời ơi, trên đường đi thì anh cũng có kịp làm một bài thơ. Bài thơ tặng cho chương trình cũng như tặng cho em. Anh xin phép được đọc bài thơ đó luôn. Đã cất công tới chương trình, anh đây không muốn mình về tay không. Tình mình ai đấy đều mong. Xin em đừng chớ nói không vội vàng. Chị Ngọc Lan duyên dáng dịu dàng, anh Quyền Linh đàng hoàng đẹp trai. Hai người nổi tiếng làm mai, sợ gì hạnh phúc tương lai không thành. Trời ơi, cảm ơn em. Hay quá. Hay quá đúng không? Dạ. Bây giờ để chứng minh cho cái việc mà anh Quyền Linh nói là hai bạn có tướng phu thê, hai bạn đứng sát vô rồi hướng mặt ra khán giả. Mọi người cho một lời nhận xét đi ạ. Đúng không ạ? Quá đẹp. Trời ơi, hợp lý ghê thôi. Rồi, rồi hai bạn đi ghế ngồi đi nào. Chúng ta trò chuyện chút xíu rồi mình quyết định ha. Hai bạn cảm nhận về nhau đi. 30 năm trước ta chưa gặp, 30 năm sau đó gặp tại đây đó, cảm giác làm sao? Lần đầu tiên gặp thì em cảm nhận anh như nào? Dạ, em thấy anh cũng khá là đẹp trai. Nhưng mà em thấy anh hiền thiệt. Đúng thật, anh cái gu hiền mà cảm thấy mình cái kiểu thích cái sự lãng mạn, cái sự nhẹ nhàng. Anh cũng không thích những người đàn ông gia trưởng. Anh tìm một người con gái mà mình thích cái sự bình đẳng, là thông cảm cho nhau là nhiều, cái gì cũng có thể san sẻ được. Thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh cảm thấy như thế nào? Anh bị thích bởi nụ cười của em thôi. Còn về thời gian thì anh sẽ tâm sự với em nhiều hơn, anh trai em nhiều hơn. Anh thấy em rất là xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Em ở Bình Thuận à? Dạ, em ở Bình Thuận ạ. Hiện tại em đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang ở Tân Phú và làm việc ở Phú Nhuận ạ. Bình Phú à? Bình Phú với Bình Dương thì cũng không xa lắm. Dạ, thì bạn của em cũng ở Bình Dương thì em cũng hay lên xuống Bình Dương chơi. Bao nhiêu lâu thì hai bạn có thể tiến tới, nhà trai có thể tiến tới với nhà gái? Nếu mà hợp nhau
thì anh chỉ muốn mình quen biết nhau khoảng tầm 1-2 năm nữa thôi là mình xác định tới hôn nhân, về sinh con thì tầm 1-2 đứa là được rồi. Dạ, cái đó cũng là quan điểm của em. Đúng rồi, 1-2 người là được rồi. Gia đình anh thì có một có bằng có mẹ, tức là tình yêu thì đó là tự quyết, không có ép buộc hay không có cái vấn đề gì hết. À, thì không biết là cái nếu mà vậy thì khi về thì có phải làm dâu không? Làm dâu à? Theo quan điểm của anh thì làm dâu được á thì là cái tốt, nhưng mà dâu á thì mình có thể là ở bên nội một vài tháng hay gì đấy. Nhưng anh thì anh vẫn thích độc lập hơn, là muốn hai đứa ở riêng chứ cũng không muốn làm ở với ba mẹ. Còn hai đứa thì cố gắng ra ở riêng thì càng tốt. Bây giờ em tiến tới nắm tay cô gái đi. Em mong muốn là bạn gái sẽ về nhà chung sống với mình như thế nào? Tức là muốn nhường nhịn cái gì hay là có ghen tuông hay không, cái gì đó em hãy nói hết đi. Đó, nắm tay cho bạn gái. Cho phép anh nắm tay em. Đó. Nắm một tay rồi. Không, đứng nắm hai tay. Hai tay luôn. Nắm gì mà như bắt tay vậy trời. Đây là nắm hai tay. Đó, chưa nắm tay lần nào đó, đưa hai tay nắm luôn. Anh thích một người con gái, ví dụ là về nhà thì không quá chi là bận tâm về những cái vấn đề đúng sai. Anh không thích những cái vấn đề cãi nhau. Cãi nhau quá nhiều, à đúng là sai không quan trọng. Thích một cái gia đình không bao giờ có cãi nhau thì càng tốt. Bảo thủ á, anh thích một người như thế. Anh thì là một con người rất chi là muốn hoàn thiện cho bản thân. Anh sẽ luôn tiếp cái ý kiến của em, cảm thấy sai sẽ cố gắng hoàn thiện. Ngược lại em muốn gì nói với anh đi. Dạ thì đối với em thì em muốn một người chồng thì biết chung thủy. Em cũng không thích người chồng hay ghen, nhưng mà em sẽ cố gắng là không dính hết tất cả các mối quan hệ để cho anh hiểu lầm. Thật ra thì anh nghĩ là anh sẽ không bao giờ ghen, bởi vì trước giờ anh còn những tình yêu rất là rõ ràng, tức là nếu đã là của mình thả ở đâu cũng không mất, và nếu đã mất thì anh sẽ bỏ luôn. Cái đó là mình bởi vậy nên chung thủy thì chắc chắn em không phải lo. Nhà trai nãy hát hay quá à. Bây giờ mình hát thêm bài nữa, giờ là mình tặng trực tiếp cho nhà gái đó, chứ không phải là tặng cho chương trình. Bài hát Tỏ Tình. Cảm ơn em đã thương anh, thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả đời này không ai thế thay. Hỡi người anh yêu thương, anh thương em là cả cuộc đời. Anh này mới mốt mà hả, cô gái mà giận giận là anh chỉ cần anh hát thôi là cổ tay anh chảy liền. Được rồi, các bạn về vị trí đi. Bấy nhập Yoshida, điều khiển từ xa, giặc vũ thả ga. Bây giờ thì suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau đi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Hãy đan tay vào nhau thế này. Đó. Rất đẹp đôi. Một nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời của mình đó. Chúc các bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Tình yêu mãi mãi, hạnh phúc mãi mãi nha. Dạ, cảm ơn. Chúng tôi rất là mong chờ thiệp cưới của các bạn đó. Rồi. Thật sự đó. Đây. Rồi, mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Mình giới thiệu đi nào. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân. Xin chào anh Quỳnh Linh. Và chào xin em. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Thị Thủy. Năm nay em 29 tuổi. Hiện em là một nhân viên y tế đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Ở quận mấy cưng? Dạ, ở quận 5 ạ. Em ở quận 5 luôn hay là ở quận mấy? Dạ, em ở Bình Chánh ạ. Em ở Bình Chánh làm Bình việc Chánh ở mà đoạn 5. Nào vậy Thủy? Dạ, đi ngõ hướng quốc lộ 50 anh ơi. À, rồi. Dạ. Mời em trai. Dạ, xin chào quý vị, chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, dạ chào em. Bạn gái bên cạnh và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Quỳnh Trọng Kim, năm nay em 30 tuổi, sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm nhân viên văn phòng tại công ty dịch vụ quản lý quận 8. Ở mình ở quận mấy? Dạ em cũng ở quận 8 luôn anh. Quận 8 là quận 8 luôn hả? Dạ. À, tên Kim. Dạ. Thủy Kim. À, hợp lý nha. Kim xanh Thủy đó ha. Ừ, Kim dạ. Thủy. Nói nghe nè cưng, tức là dạ. Em làm về nhân viên y tế, tức là làm em làm điều dưỡng. Điều dưỡng. Dạ.
về cái khoa nào? Dạ em làm phòng quản lý chất lượng, chuyên về khiếu nại khiếu kiện, giải quyết các đường dây nóng của bệnh viện. À vậy hả? Dạ. Rồi thế vậy là Thủy có cái điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt huyết và luôn toàn tâm trong mọi công việc. Còn khuyết điểm của em là chắc là do em hơi độc lập và hơi tự lập trong cuộc sống, cho nên có một chút gì đó nó mạnh mẽ. Dạ. Mạnh mẽ? Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Có nóng tính không? Cách đây vài năm thì có sẽ là nóng tính, nhưng mà do công việc và cái thời gian mình có những cái tiếp xúc xã hội thì mình đã biết cách tiết chế và kiểm soát được cái sự nóng tính đó. Dạ. Tốt, kiềm chế nóng tính là tốt. Dạ. Còn em trai? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Điểm yếu là nhiều lúc em cũng bị hay quên, và có cái tật là nhiều lúc hay đổ mồ hôi nhiều. Đổ mồ hôi? Dạ. Đó là cái bệnh về con người đòi là cơ địa của em. Đổ mồ hôi trộm ấy ha. Dạ. Mà em đổ rất là nhiều. Đổ nhiều đúng không? Dạ. Phải đi kiểm tra sức khỏe nha. Dạ. Bởi vì đổ mồ hôi nó cũng liên quan tới một vài cái tuyến mà có thể bị viêm gì đó. Dạ. Anh cũng ngày xưa cũng đổ mồ hôi nhiều đó. Dạ. Thôi bây giờ thì em cho đàn gái biết rằng mình có mấy mối tình rồi. Dạ em cũng trải qua 2 mối tình anh. 2 mối rồi. Mối ngắn nhất là nhiêu, dài nhất nhiêu? Dạ mối ngắn nhất là 3 tháng, mối dài nhất là 2 năm. Thôi có 3 tháng thôi đó hả? Dạ. 2 năm rồi sao mình chia tay? Dạ do bạn ấy là đi du học bên nước ngoài rồi định cư ở bên bển luôn rồi tụi em sẽ ra chia tay. Đành phải chia tay đúng không? Dạ. Chia tay lâu chưa? Dạ cách đây cũng được 9 năm rồi anh. Trời ơi, 9 năm rồi. Dạ. 9 năm rồi, không có yêu ai nữa luôn. Dạ, cũng có yêu đơn phương nhưng mà do không thấy không hợp rồi nên không đến được nhau anh ơi. À, đó là lý lịch tình yêu của đàn trai đó đàn gái. Dạ, tức là 9 năm ăn ở không rồi đó hả? Ở không 9 năm luôn. Thiệt chứ, còn em? Dạ, em trải qua 2 mối tình chính thức. Mối tình đầu tiên là 4 năm. Thì lúc đó thì do quen nhau quá lâu nhưng cái suy nghĩ về lúc em còn học sinh nhưng bước lên cuộc sống sinh viên thì mỗi môi trường thay đổi nên cái cách hòa hợp tính cách tức là mối tình học sinh đúng không? Dạ. Mình bỏ qua mối tình học sinh đi. Dạ. Rồi bây giờ cái mối tình thứ nhì? Mối tình thứ nhì là được 2 năm. 2 năm là chia tay lâu chưa? Dạ chia tay cách đây 3 năm. 3 năm? Dạ. Nói nghe nè, em làm cái nghề của em á, dạ. Có khi nào mà em được bệnh nhân yêu mình không? Dạ, sẽ có bệnh nhân yêu thương và có những bệnh nhân mà làm cho mình rớt nước mắt. Sao? Sao? Tại dạ, sao? Vì cái nghề của em là nghề tiếp đường dây nóng và tiếp dân, khiếu nại khiếu kiện. Thì các bệnh nhân vô bệnh viện thì sẽ có những cái bức xúc và khi mà bệnh nhân không giải tỏa được sẽ lên gặp và em sẽ tiếp. Và khi mà mình làm những công việc đó thì nhiều lúc mình không phải là người gây ra vấn đề nhưng mà bệnh nhân lên lại sử dụng những lời nói nó không có làm cho mình thấy tổn thương. Thì mình vẫn ân cần và xin lỗi và cảm ơn bệnh nhân. Nhưng mà khi bệnh nhân bước ra khỏi phòng thì tự nhiên nước mắt rơi, tại vì mình nghĩ là ba mẹ mình sinh ra mình còn chưa, nhiều lúc mình sai mình còn chưa xin lỗi, nhưng mà bệnh nhân đây là vì công việc nhưng mình phải xin lỗi. Cứ xin lỗi mà họ cứ chửi thôi. Dạ, tại vì lúc đó là cái sự cao trào của họ với sự uất ức, có một cái gì đó bức xúc của bệnh nhân. Chứ còn có ai lên gặp em mà tỏ tình với em chưa? Dạ, chắc là phòng vị trí của em chắc không có ạ. Không có. Dạ. Đúng không? Tức là bệnh nhân là không, đó là cho đỡ ngại đó, phải không? Dạ. Rồi nếu vậy thì cái người kia lý do tại sao mà em chia tay? Dạ, lý do em chia tay là do anh bắt em là một phụ nữ phải đảm giỏi việc nước, đảm việc nhà. Khi mà một người đi làm công việc hàng ngày từ thứ hai tới thứ sáu vậy thì về anh ấy bắt là phải nấu cơm, ví dụ nấu cơm phải là đầy đủ các món, ví dụ cá chiên là phải nước mắm mò chua ngọt, rồi ví dụ như là cá kho thì phải nước mắm khác, canh thì phải sao. Thì em không phải là dạng phụ nữ không biết nấu ăn nhưng mà để mà làm như một món ăn thịnh soạn như vậy thì là em sẽ không có thể theo nổi. Thì một thời gian dài thì em sẽ không có theo nổi, không chịu nổi, em chủ động chia tay. Dạ đó. Bên dạ chào anh, xinh xắn như vậy. Bởi vì tôi mới hỏi tại làm cái bài cái cô điều dưỡng này có hay được bệnh nhân yêu không là vì lý do đó. Thật sự anh qua đây anh nhìn em là bởi vì anh khâm phục em. Yeah. Một cái người chụp điện thoại biết bao nhiêu cái bức xúc, biết bao nhiêu cái gì đó họ đổ lên đầu mình. Nó tóm lại anh cũng có quen một số người bạn làm công việc như em. Yeah. Họ nhiều khi họ nói họ như cái thùng rác vậy đấy. Lúc nào họ cũng có thể đổ tất cả mọi thứ lên đầu mình nhưng mình cũng phải ráng và xin lỗi, ráng cười và ráng gọi là động viên cái người đó. Thật sự lúc đó mình cũng không trách họ bởi vì họ quá đau thương trong cái việc người nhà bị cái gì đó. Thì họ không biết xả đâu, đôi khi họ xả vào đấy mà mình nghe hết. Và cuối cùng thì có đôi khi mình chỉ khóc một mình thôi. Dạ. Nói là khâm phục em nha. Dạ, cảm ơn anh. Hy vọng rằng những ai đó mình có một cái hoàn cảnh nào đó thì mình cũng nhớ cái người nghe điện thoại cũng là người nghe thôi. Dạ, đó nghe điện thoại đỡ tại vì em tiếp xúc trực tiếp luôn. Nhưng nhiều lúc mà
cảm giác này bệnh nhân muốn sánh lại để họ không dùng lời nói mà họ muốn dùng vũ lực với mình. Chính xác như vậy. Dạ. Đôi khi có những cái chuyện đó là mình cũng thấy là những cái người đó vì bởi vì họ người thân họ mà. Dạ đúng rồi. Họ cũng hơi nóng nảy. Dạ. Thôi cũng thông cảm nha. Dạ. Và cũng cảm ơn những người như em. Dạ. Bây giờ em muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ, đối với em thì em muốn anh ấy một người cao 1m/1m65. Cao 1m65. Dạ, ngoài hình thì nhìn được là được. Dạ, được là quan được. Trọng là đối với em là tính cách. Tại vì em mong muốn có một anh có thể bảo vệ được em, che chở được em. Và để em không phải gồng mình lên để mạnh mẽ. Anh bên đây có thể che chở, có thể bảo vệ em luôn. Cho dù phong ba bão tố về tướng anh cũng hơi to. Dạ. Cái điều thêm nữa là một con người mà anh thấy được rằng là cũng đáng nể luôn. Dạ. 9 năm qua anh ấy không yêu ai cả. À, em có không thích điều gì đàn ông không? Dạ em không thích ở đàn ông là hút thuốc. Dạ. Còn cái vấn đề nhậu nhẹt thì đi thời đại giờ thì nhậu nhẹt có giới hạn là được rồi. Dạ. Không hút thuốc vào. Dạ. Hỏi gì đâu? Đó. Chào chị Hồng Vân. Đàn trai tôi rất là hiền luôn nha. Dạ có hút xả dao chị? Xả dao là nhiêu nặng ngày nhiêu điếu? Dạ khoảng từ 3 đến 4 điếu rồi chị. Từ 3 đến 4 thiệt không á? Thiệt chị. Xả dao ai mà ít vậy? Dạ xả dao thì cũng anh em trong công ty thôi chị. Từ 3 đến 4 điếu thôi phải không? Dạ. Còn thôi. Ngủ thì là bao nhiêu? Xả dao là 1 điếu thôi. Xả dao ngày nhưng điếu. Mà tiếp 3-4 người. Tiếp 3-4 người là khổ vậy đó. Ừ. Hút thuốc nhiều không có tốt nha. Dạ em sẽ hạn chế bớt. Em bớt dạ. Rồi á là nhậu thì là nhiêu lon nè? Dạ em nhậu cũng 4-5 lon rồi chị. Vậy đó cũng 4-5 người là cũng điếu thuốc chuyên lon bia đó. Dạ. Là ngày làm mỗi ngày gặp mỗi đối tác vậy không, luôn không đâu mà chị lâu cuối tuần mới đi được vậy. Ừ nói nghe nè, em nghe tâm sự của bạn nữ bên kia thì cái cảm giác em sao? Dạ cảm giác như bạn ấy cũng bên ngoài thì thấy mạnh mẽ nhưng mà bên trong thấy cũng yếu đuối. Cũng em cũng muốn bảo vệ bạn ấy. Em muốn bảo vệ không? Tại vì bạn đang rất cần cái người có thể bảo vệ bạn, ít nhất là về mặt tinh thần. Dạ em đó, có thể. Ít nhất là khi mà về gặp em á thì bạn cảm thấy là bạn yên tâm nè. Dạ. Chứ bây giờ trong công việc thì bắt buộc phải gặp những cái nghịch cảnh như vậy rồi. Dạ. Đúng không? Rồi còn em thì sao? Dạ em muốn người bạn gái của mình như thế nào? Em muốn người bạn gái của em thì như mặt dễ nhìn, lại hòa đồng vui vẻ. Rồi biết trên biết dưới, với lại là sống bình thường đơn giản thôi. Chứ em không thích sự cầu kỳ, sửa soạn nhiều quá. Bên không kia là dư luôn đó em. Nhưng mà con muốn bạn nó giỏi việc nước, đảm việc nhà không? Không, ví dụ như việc nước thì mỗi người một công việc em không có nói được. Nhưng mà việc nhà thì có thể là em và bạn ấy nếu mà tiến tới được hôn nhân thì em và bạn ấy sẽ hai người cùng phụ nhau làm, chia nhau công việc. Có bắt là coi như món này phải ăn đúng nước mắm mà ngọt bao nhiêu phần trăm không? Dạ. Cá chiên là phải đúng nước mắm ngọt bao nhiêu phần trăm đó? Dạ không, vậy ví dụ như nếu mà bạn ấy ăn khác, em ăn khác thì làm hai chén. Có nghĩa là không bắt đúng em biết nấu ăn không? Dạ em cũng biết nấu đơn giản thôi chị. Cầu kỳ quá em nấu không khó, không nấu được. Thì thôi hai đứa ăn đơn giản thôi, còn nếu mời khách khứa thì order nhà hàng về. Dạ. Vậy đi cho nó khỏe đúng không? Nói nghe nè, bạn bên đây là bạn không có sửa soạn nhưng mà bạn đẹp tự nhiên, nhưng mà bạn cũng có, ví dụ như bạn đẹp tự nhiên rồi ví dụ như bạn sửa soạn chút xíu xíu thì em thấy sao? Em thấy cũng bình thường, nữ hiểu làm đẹp là chị. Rồi em thích con gái đẹp không? Dạ đẹp chứ. Thích không? Dạ, thích chứ. Em thích đẹp. Thích đẹp chị. Bây giờ gái cao bao nhiêu thì là đúng tiêu chuẩn của em nè? Dạ em nghĩ từ 1m60 tới 1m65 là được. Chết rồi, em còn 1m50 rồi. Sao? Có được 1m50 à? 1m50 hả? Dạ. Thiệt không? Thiệt. Chết chịu rồi, luôn em. Dạ chịu luôn. Hả? Mình giảm xuống thôi mà. Dạ. Còn em cao mét nhiêu nè? Dạ em 1m72 chị. Người ta 1m72 đó. Lực lượng đô con có thể bảo vệ em được. Dạ. Tôi thấy là thấy được đó, ổn nên đó. Hỏi người thân đi ha. Hỏi đi Vân. Để cho trẻ gặp nhau đi. Đúng ha. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em. À đi với mẹ. Đâu mẹ đâu? Ai chào mẹ. Dạ con. À, mẹ thấy bạn này sao? Mẹ đẹp gái quá. Xin chào chị Hồng Vân. Chào MC Quyền Linh và chào gia đình nhà gái. Thì tôi là mẹ của Trọng Kim. Thì từ đầu mà thấy cháu gái bước ra là cô đã rất là thích rồi. Cảm ơn cô ạ. Rồi cô cũng nói là về cháu Kim á, thì cháu rất vui vẻ hòa đồng trong cái công việc á, trong cơ quan thì anh chị em trong cơ quan đều khen là rất là vui hòa đồng với mọi người. Rồi về cái vấn đề nhà cửa hay dọn dẹp á, thì nói thật là nhà cô thì có mình cô là nữ à, còn tới hai đứa con là trai. Kim là anh, còn một đứa em. Nó nhưng mà thành ra là trong cái công việc nhà đó thì là hai anh em đều có phụ giúp với cô hết, chứ một mình cô thì cũng không làm nổi đâu. Kia còn nhận xét với cháu gái bên đây á thì rất là xinh. Rồi tên á thì là
nghe cái tên là cũng là chịu rồi đó. Nói chung là chịu rồi. Tại vì trong gia đình có nhiều cái tên mà cũng gần như là vậy, rất là hay, rất là đẹp. Yeah. Thì là hôm nay đến chương trình thì cũng là hai cháu có một cái duyên là đã đến với nhau cơ. Yeah. Chương trình đã tạo cơ hội như vậy. Thì mong là hai cháu cho cái cơ hội tìm hiểu và tiến xa hơn. Yeah. Và cũng nói thêm đó là nếu mà em nói cháu nói là nhà cháu ở gần Bình Chánh. Yeah. Thì rất là tiện với lại Trọng Kim bên đây. Tự nhiên. Yeah. Nó cũng là ngay quốc lộ 50. Yeah. Nhà cũng gia đình ngay quốc lộ 50 thì mình sẽ gần gũi nhau hơn. Yeah. Yeah. Rồi xin cảm ơn chương trình và cảm ơn toàn thể ekip chương trình đã tạo cơ hội cho hai cháu gặp mặt ở đây. Cảm ơn mẹ. Có bao giờ em nghĩ trong đầu á, là khi cái người bạn gái hoặc người vợ của em có một cái nét gì giống mẹ, có bao giờ em ước như vậy không? Dạ cũng có chị. Có ước đúng không? Dạ. Mẹ cũng đẹp em, đó nha. Em là trời thương. Ừ. Em cầu được ước thấy đó. Mẹ đẹp. Dạ. Và con dâu tương lai cũng đẹp luôn cái đó. Cái nét của con dâu. Ừ. Có nét giống mẹ đúng đó rồi. Nói cho em biết mà mẹ ra là mẹ thích liền đó. Còn mà bên đây Kim cũng dễ thương đó nha. Vâng. Thì cứ để Kim là rất là hiền lành dễ thương sự luôn. Hồi hộp đi. Ừ. Bạn này rất là dễ mến nè. Đúng rồi. Gặp nhìn mà Kim sáng, là dễ mến liền á. Buổi sáng mà bước ra cửa mà gặp bạn là bữa đó ngày hôm đó có tiền đó. Là hên rồi đó. Sao bây giờ mình đi với ai nè? Dạ em đi với chị họ và các đồng nghiệp trong cơ quan ạ. À chị họ và đồng nghiệp. Mời chị. Dạ chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào tất cả chương trình. Em là chị họ của Thủy. Dạ thì qua buổi nói chuyện thì thấy bên đằng trai là ngoại hình dễ nhìn. Dạ, tính tình thì cũng dễ gần. Còn Thủy thì ngoan, tự lập và có chí có tiếng cầu tiến. Thì chị cũng mong là hai em tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu thêm. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, vậy là tốt rồi. Mở rào thôi. Mở rào. Bắt đầu đi Kim. Dạ. Không gian này là của Kim với Thủy đó. Dạ. Kim, Sanh, Thủy. Dạ, chào anh ạ. Lần đầu tiên gặp em đúng không? Dạ, rất vui được gặp anh ạ. Cảm ơn anh. Đây, dạ cảm ơn anh. Em cũng có món quà đây, tặng. Còn quà thì mở ra coi là gì nè. Dạ. Này, dạ anh mở giùm em ạ. Dạ. Đây có một ít mỹ phẩm anh tặng em. Wow, cảm ơn anh. Dạ. Là gì vậy gì Kim? Mỹ phẩm chị. Dạ nước hoa, nước son hoa, à. Son rồi tính kẹp chì mắt. Dạ. Dĩa hả? Dạ. Dạ em sẽ dùng nước hoa và những cây son này để đi gặp anh vào những buổi hẹn hò ạ. Dạ. Ông này ông mâu thuẫn ghê á, ông Kim. Ông nói ông không thích con gái sửa soạn mà ông tặng. Dạ. Cho người ta toàn những cái đồ em đi. Cũng có một món quà tặng anh. Dạ. Và trong đó có một bức thư. Em có, đó là những lời em gửi gắm tới anh. Dạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh có thể mở ra đọc. Dạ anh có thể mở ra đọc cho. Dạ. Mọi người coi ạ. Dạ. Chào anh, Việt Nam hơn 95 triệu người. Em gặp được anh là một cái duyên. Chúng ta đến với nhau hay không là do kiếp nợ. Nếu không có nợ thì làm bạn anh nhé. Cảm ơn anh vì đã có mặt hôm nay. Hai, tốt rồi. Hai đứa về ghế bắt đầu chúng ta trò chuyện nào. Dạ. Chị quay cái ghế qua bệnh. Lần đầu tiên em có cảm giác như thế nào? Dạ em cảm giác là anh là một người có thể bờ vai để bảo vệ em, che chở em. Dạ. Dạ thì anh sau khi mở màn thì anh nhận xét gì, có cảm nhận gì về em không ạ? Anh nhìn em thì anh thấy cũng có cảm tình, em rất là dễ thương, xinh. Dạ. Đẹp. Dạ cảm ơn cũng anh. Cũng có nét giống mẹ anh như dạ. Chưa đã nhận xét. Dạ. Bình thường thì anh đi làm thì thời gian như thế nào ạ? Anh làm nhân viên văn phòng của công ty nhà nước thì anh. Dạ. Nghỉ được thứ bảy chủ nhật. Dạ em cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Dạ cuối tuần thì mình có thể đi đâu đó. Dạ sở thích của em thường thường rất thích đi đâu nè? Em thì thích ở nhà quây quần với gia đình. Dạ. Hoặc là mình nấu những bữa ăn. Dạ. Cùng với gia đình em, tại vì em thích là ở bên gia đình, dành cho gia đình những thời gian quý báu nhất. Dạ, dạ. Thì bình thường thì anh ngày nghỉ anh sẽ làm gì? Ngày nghỉ anh có thể đi dạo phố Sài Gòn. À. Anh thích đi chơi lắm, nói chung là anh thích la cà dạo phố xong vòng Sài Gòn. Dạ. Nếu như mình đi hóng mát sau những ngày làm việc căng thẳng vậy đó. Dạ. Cuối tuần có hay đi nhậu với bạn bè gì không anh? Không, cuối tuần thì lâu lâu anh mới đi thôi chứ. Dạ. Giờ bạn bè anh nó cũng ổn định hết rồi, cũng. Dạ. Khó kiếm người nhậu lắm em ơi. Dạ, lần sau đi nhậu nhớ rủ em cho em đi với ạ. Dạ. Rồi. Rồi, bây giờ mình
quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Quan điểm của tình yêu của em là gì? Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình và thiếu, gọi là em chưa có một ngày, 29 năm, chưa có một ngày em được gọi là hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Thì em mong là sẽ tìm được anh đúng thời gian, đúng địa điểm và đúng người. Mong anh sẽ, chúng ta sẽ tìm hiểu nhau và có cho nhau một cái hạnh phúc và gia đình sẽ ấm áp bình yên. Mình cũng cảm ơn em. Còn quan điểm của anh là anh muốn tình cảm, tình yêu trong gia đình thì lúc nào cũng được ấm áp, ấm cúng. Với lại anh muốn là hai chúng ta cùng nhau hòa hợp, cùng nhau dung đắp xây đó, xây dựng hạnh phúc gia đình. Dạ. Anh hy vọng điều đó. Dạ. Bây giờ mình nói vấn đề làm dâu đi. Dạ, thì vấn đề làm dâu của nhà anh thì mẹ anh không có quan trọng vấn đề làm dâu. Dạ. Nếu mà anh với em tiến tới được hôn nhân thì mình sẽ, anh em sẽ qua nhà anh ở cũng được hay là sao cũng được. Dạ. Thì lúc đó nếu mà em muốn ra riêng anh và em muốn ra riêng thì chúng ta sẽ tự dành dụm cùng cố gắng nhau thì mình sẽ ra riêng sau. Dạ, thì sau những năm cố gắng làm việc thì em cũng có một ngôi nhà nho nhỏ chui ra chui vô. Nếu như mà ba mẹ bắt làm dâu thì em vẫn làm dâu. Còn nếu như mà ba mẹ cho ra ở riêng thì có thể ở nhà em. Ví dụ như mà xa quá thì chúng ta có thể tích góp thêm để tiến thêm và gần với ba mẹ hơn. Dạ. Tiến xa hơn nữa, nếu như hai đứa chung một nhà thì mình quản lý kinh tế thế nào và con cái, quan điểm về con cái, con trai con gái ra sao? Dạ, chắc là cái đó để cho anh chia sẻ trước đi ạ. Anh thì không quan trọng con trai hay con gái, con nào cũng là con của mình, anh đều thương như nhau. Còn vấn đề mà ví dụ như tài chính thì anh có thể đưa em, ví dụ 10 phần anh có thể đưa em 6 phần, rồi anh giữ 4 phần anh chi tiêu hàng ngày cho, với lại anh cho ba mẹ. Dạ. Anh biếu chứ sao anh cho ba mẹ? Anh biếu ba mẹ. Dạ. Thì đối với em rất là vui khi nghe câu anh nói là anh không quan trọng con trai con gái. Tại vì khi mà mang bầu em, mẹ mang bầu em và Vi phát hiện ra em là con gái thì ba em đã bỏ em. Nhưng em mong muốn là không có phân biệt giới tính. Thì bây giờ cái tức là từ nhỏ là em đã không có cái tình cảm của cha rồi đúng không? Dạ. Cái lúc mà mẹ sanh ra thì như thế nào? Dạ, mẹ sanh ra thì có nghĩa từ trong bụng mẹ thì là ba là muốn không có em rồi. Thì mẹ sanh ra thì em chưa được đầy tháng thì ba đã bỏ đi. Ba bỏ hai mẹ con? Dạ. Ủa nhưng mà nhà em có mấy người? Dạ, nhà em có chị gái nữa. Là hai chị em? Dạ. Với mẹ, lúc đó ba bỏ đi là coi như ba mẹ con ở với nhau? Dạ. Bởi vì rất nhiều người quan điểm là cần phải có con trai. Dạ. Và phải có con trai. Và từ cái suy nghĩ đó cũng rất là nhiều gia đình bị tan nát. Bây giờ thì quan điểm nó cũng không còn ngày xưa nữa. Dạ. Bây giờ mọi người cũng rất là thoáng trong cái việc sinh con trai, con gái cũng là con của mình mà. Ha? Mình cũng yêu thương và con gái cũng yêu thương mình lại như thế. Không vấn đề gì cả. Đó là quá khứ. Dạ. Cũng chia sẻ với em gái điều đó nha. Thực ra là khi bạn tâm sự ra điều này á, thì cái người chồng á, là cái vai trò của em không phải là chồng không, mà em phải có cái tình cảm của người cha, sự bảo vệ, sự bao dung đối với vợ của mình. Đó là cái điều mà bạn ngầm ý để kể cho em nghe về cái câu chuyện của bạn đó. Em có hiểu không? Dạ em hiểu. Bây giờ đẻ con gái là có vàng trong nhà đó nha. Dạ. Con gái rượu đó, không có lo nữa. Anh thấy rằng hai đứa rất là hợp nhau nha. Dạ. Hợp nhau đến từng cm luôn đó. Mà mình nói chuyện... có gia trưởng phải không? Dạ anh ơi, em có gia trưởng vậy. Thì không sao có gia trưởng được. Không có bắt gì. Rồi giỏi việc nước đảm việc nhà xong rồi ăn đúng món mà mình thích đúng không nè? Dạ. Linh nghĩ rằng Kim á là một người con trai á, rất là chiều phụ nữ luôn và rất là hiền dịu nhưng mà cũng hơi cọc tính á. Dạ. Có cọc tính không? Dạ không, em không có cọc anh. Thôi đừng có cọc tính nha. Đây là cô gái cũng chịu đựng kiên nhẫn cũng không sao cả. Dạ. Hai đứa rất là hợp với nhau đó. Dạ. Rồi, bây giờ thế này nè. Mình giao lưu văn nghệ chút xíu đi để mình có thêm nhiều cái cảm xúc để mình quyết định nha. Dạ. Bây giờ Kim có thể bước tới nắm tay Thủy rồi hát tặng Thủy một cái bài nào đó. Dạ. Thủy cũng đáp lại. Dạ. Đó. Tươi quá. Dạ. Mặt tươi rói rói vậy thiệt á. Nắm hai tay luôn Kim. Dạ. Nhìn vào Thủy. Anh xin hát một điệp khúc của bài Đúng Người Đúng Thời Điểm. Dạ. Mình giữ nhau thân chẳng nhé, nếu đi ta cùng đi chung. Mọi bó không đều qua khi con tim cũng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh ra lâm, cứ yên tâm còn anh và nắng về. Cùng rơi em đêm cảm thấy yêu thương nhiều hơn.
Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Chẳng hứa xua được mây đen, nhưng bình yên khi bên anh. Tìm thấy em người anh yêu, lúc yêu thương tựa như nắng buổi chiều. Từ nay em sẽ làm cuộc sống tốt hơn bao điều. Cảm ơn anh ạ. Thì đáp lại đi. Dạ, để đáp lại anh thì em xin tặng mọi người trong trường quay cũng như là các đồng nghiệp đang hoạt động ở ngành y và đang ở tuyến đầu bài hát Cô gái ngành y. Vào ca trường đêm nay, trong đêm khuya lạnh giá, những căn bệnh hiểm nguy, thầy thuốc không ngần ngại, đã có bàn tay em nhẹ nhàng, dịu dàng chăm sóc bệnh nhân. Nắng hồng bừng lên sương tan lặng lẽ, nắng vui chiếu rọi với đàn chim non. Ánh mắt em đây như muốn nói, em đây là cô gái ngành y. Em cô gái ngành y, không ngại chi gian khó, với tấm lòng lương y, thầy thuốc như mẹ hiền, mãi mãi còn trong tôi, nhẹ nhàng dịu dàng, cô gái ngành y. Rồi, được rồi, các bạn về vị trí đi. Cái gì? Chúng ta đã có một trò chuyện rất là thú vị giữa hai bạn. Phải nói là Linh rất là quý luôn, thật sự. Mỗi người có một tính cách rất là đặc biệt, rất là dễ thương. Nếu mà hai bạn về chung một nhà đó, nghĩ rằng là trong ngôi nhà chỉ có những tiếng cười và sự chia sẻ. Còn vấn đề là con tim các bạn có rung động thật sự hay không? Chúng ta hãy để tay vào nút bấm. Tôi không biết có rung động hay không, mà tôi thấy ông Kim mồ hôi của ông thiếu điều bây giờ nè, nó chảy ướt bạn áo. Thấy ra mồ hôi nhiều, bị bệnh ra mồ hôi nhiều. Nút đó, để tay trái Kim. Thì ngồi xích vô xíu, thì ngồi. Đúng rồi. Rồi. Con tim mình rung động mạnh thì mình bấm liền. Còn nếu chưa rung động, không cần bấm. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định hẹn hò với nhau để tiến xa hơn nữa. 1 2 3. Hết thời gian. Nào, hãy nắm tay nhau đi. Bấm nút cũng cùng chung một nhịp. Nói chuyện cũng rất là hợp với nhau. Không biết anh nói vậy có đúng không Thủy? Dạ. Kim thấy có hợp không? Dạ hợp rất là hợp á. Anh thấy hai đứa rất là dễ thương luôn. Nếu gia đình hai bên á mình hỗ trợ á thì chắc chắn rằng là hai bạn sẽ tiến xa hơn nữa. Anh cũng cầu chúc là hai bạn sẽ sớm về chung một nhà. Dạ em cũng mong nữa anh. Thôi bây giờ Kim nói gì với gia đình của bạn gái với mọi người đi. Em xin hứa với chị và mấy anh chị đồng nghiệp của bạn em thì em xin hứa sẽ chăm sóc cho Thủy thật tốt và hết sức khả năng của em. Rồi Thủy nói gì với mẹ đi. Dạ con xin phép cô là cho bọn con cơ hội để tìm hiểu. Và vì sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình cảm nên mong rằng gia đình mình coi con như con ruột và luôn yêu thương đồng phục con. Hay quá. Rồi, để mẹ nói một câu nè. Đây là cô cũng nói thêm là cô nhà cô không có con gái. Cô rất thích con gái. Mà hôm nay là nếu là con hẹn hò với con của cô thì cô thương con với con gái. Còn về vấn đề làm dâu thì rất là thoáng, tại vì lúc này là bây giờ hiện đại rồi, mình không còn cái mẹ chồng nàng dâu như hồi xưa nữa đâu. Thành ra là cô rất là thoải mái trong vấn đề này, thì ra con đừng có lo ngại. Quá trời hay luôn rồi. Rồi. Rồi đó, bây giờ xin phép đặt nụ hôn đầu tiên lên gò má của bạn gái coi nào. Dạ, xin phép chị cho em hôn gái vậy. Dễ thương lắm á. Dạ anh nó run quá, anh run cầm cập luôn. Run quá đúng không? Hai đứa đều dễ thương cả. Những cái nụ cười rất là tươi. Và mong rằng tất cả mọi điều may mắn sẽ đến với hai đứa nha. Dạ.